Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay vị trí hai căn nhà kia là đường ô tô. Và đây là hai căn nhà. Với hai căn nhà này, vị trí của nó thì giáp với khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Nó có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh hai căn nhà với ngõ trước nhà đây. Ngõ trước nhà 2m2, cách với đường ô tô rất là gần, cách một nhà là ra tới đường ô tô. Với hai căn nhà này, hai cuốn sổ đỏ khác nhau, diện tích 32m2, thiết kế 4 tầng xây mới, sổ đỏ hai căn riêng biệt, hồ sơ điện nước hai căn riêng biệt. Ngoài sẽ quay cụ thể căn nhà này review cho quý vị. Diện tích 32m, hướng nhà là hướng đông bắc, với cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị cửa sắt rất là chắc chắn. Và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này ấy, thì cái quan trọng nhất nó là vị trí. Thì với vị trí này, đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa nó khoảng tầm 800m, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với trung tâm thương mại Eamon Hà Đông, phạm vi bán kính nói chung khoảng tầm 4km quay đầu. Xung quanh tiện ích dân sinh ngập tràn, chợ trường phường trạm, đi bộ khoảng tầm 300m. Và với cái căn nhà này thì có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả để cho quý vị bấm vào xem thông số cũng như mọi cái chuẩn chỉnh quý vị nhé. Đây là phần tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng ở đây. Đó chính là phòng khách của ngôi nhà, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn, phần điện, phần nước, phần gạch lát. Nói chung căn nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh, pháp lý luôn luôn chuẩn chỉnh để quý vị có thể được vay ngân hàng nếu như quý vị có nhu cầu. Đây mọi người ạ, đó, đây là phần tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách. Và đây là phần phòng bếp với không gian phòng bếp đây. Toàn bộ đây là không gian phòng bếp đều đã được hoàn thiện xong hết cho quý vị, đầy đủ hết rồi. Phụ kiện chậu rửa, vòi rửa cũng như tủ gỗ. Tủ bếp ở đây là tủ gỗ mọi người nhá, đó, tủ gỗ công nghiệp. Rồi là xung quanh bếp thì là ốp đá, mặt bếp thì là ốp đá như vậy. Với cái phần tầng 1 ngoài ra thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, với cái thiết kế tầng 2 của ngôi nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng. Đây là phần cầu thang và phòng vệ sinh để ở cuối, cho nên phòng ngủ đây thiết kế tương đối là rộng rãi, vuông vắn mọi người ạ. Đấy, hệ thống cửa sổ này, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Quý vị nào có con em đang đi học hoặc đi làm ở Hà Đông hoặc là học ở trường đại học Phenica thì với cái căn nhà này đi lại cực kỳ là thuận tiện. Hoặc là quý vị nào có nhu cầu đầu tư một số nguồn tiền mà không sử dụng, muốn tìm một căn nhà để dễ dàng cho thuê thì cái căn nhà này có thể đáp ứng đúng với cái tiêu chí đấy của quý vị. Đó, toàn bộ dưới chân Ngọc Ánh là sàn gỗ, chủ nhà thiết kế tương đối là chỉnh chu, cẩn thận, chu đáo. Tại vì sao mọi người bảo là giá em không đọc? Mỗi lần này em có đọc, tuy nhiên thời điểm này có những cái căn nhà điều chỉnh giá mọi người ạ, có thể tăng, có thể giảm, cho nên em sẽ để ở dưới phần miêu tả để chỉnh sửa làm sao khi quý vị vào cái thời điểm đấy nó là dễ dàng để cho quý vị nhìn xem cái giá tại thời điểm đấy là bao nhiêu và căn nào đã bán thì Ngọc Ánh cũng sẽ để ở dưới đấy quý vị nhé. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Phòng vệ sinh tương đối là rộng, đầy đủ hết công năng cho quý vị. Đó, đầy đủ luôn, rộng rãi. Rồi là đầy đủ về cái thiết bị vệ sinh sử dụng cho hộ gia đình theo từng tầng. Đây là phần tầng 2 rồi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Lên trên phía tầng 3 là có hai phòng ngủ siêu rộng như thế này rồi mọi người ạ. Với nhiều quý khách hàng ấy thì có những quý khách hàng thích một tầng 2 phòng ngủ, nhưng có cũng có những khách hàng thích chỉ một tầng 1 phòng rộng như thế này thôi. Cho nên trên kênh của Ánh, quy căn nó còn rất là nhiều. Nhiều nhà thiết kế theo cái khổ đất, rồi cũng nhiều căn thiết kế một tầng 2 phòng, một tầng 1 phòng. Cho nên là nhu cầu của quý vị có như thế nào, mong muốn ra sao thì cứ gọi điện cho em để em có thể tư vấn, giúp quý khách hàng chọn lựa được những cái căn nhà ưng ý nhất, vị trí đi lại cũng như là về giá bán nhé. Đấy, cửa thông phòng thiết kế ở đây
là cửa nhôm hệ. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, tất cả các phòng đều được lắp đặt đèn led chiếu sáng, công năng sử dụng nói chung là hài hòa. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 đây, tương tự như tầng 2 cho quý vị. Đầy đủ hết bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm này, vắt khăn dàn này, khu để chờ bình nóng lạnh này. Đây, mọi người có thể nhìn tương đối rộng. Và trong phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30 lên 60 lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sạch sẽ luôn. Đó, và mời quý vị cho em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị như sau. Đây là khu vực để máy giặt mọi người nha. Đấy, khu vực để máy giặt có đầy đủ sàn thoát nước, điện này cũng như là đầu nước vào. Trên tầng 4 đây cực kỳ là sáng, thoáng. Tiếp theo, ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Và thiết kế thêm cho quý vị một phòng nữa. Một phòng riêng thì cái phòng riêng này quý vị có thể làm phòng làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Với những cái căn nhà 30, 32, 33 mét thì cái thiết kế để mà tối ưu nhiều phòng ngủ hơn nữa thì không thể có. Cho nên ở nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu đúng theo cái nhu cầu, đúng theo tầm tài chính và muốn được đi xem nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Ngọc Ánh chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.